Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Đức Tính cùng tất cả các anh em đang có mặt tại nhà của em Giao trước khi em lên đường đi về ngoài Hải Dương theo lời triệu tập của bên cơ quan công an để làm việc cái vấn đề mà em Giao bị chồng tác động trong cái vấn đề vừa qua, quý vị đã biết rõ rồi đó. Thì trước khi em đi thì anh em có một cái số tiền của một số nhà hảo tâm cũng như là được khán giả mà yêu thích cũng như là thương cho cái hoàn cảnh của em đó, thì có gửi đến tất cả các anh em để mang đến đây trao cho em làm cái lộ phí cũng như là để chi tiêu trong cái thời gian sắp tới và em chuẩn bị cho cái việc sanh. Thì Đức Tính cùng mời tất cả mọi người cùng theo dõi câu chuyện hôm nay như thế nào nhé, cũng như là để đồng hành cũng như là chúc cho cái chuyến đi của em được thuận lợi bình an. Xin mời quý vị. Có một cái cuộc hành trình đi Hải Dương á, mấy bữa nay cũng gom góp được cũng có những khán giả mà người ta xem video của em, có gửi cho chị tiền này để thứ nhất là để chị để dành đó cho em lo cái việc sinh nở rồi còn cái việc đi lại cho gia đình trong cái giai đoạn này. Thì anh mình nhận được cho chị Giao cái số tiền là 7.700.000 đó. Thì mình Thùng Vương nó có nói với mình là mua cho chị Giao vài bộ đồ bầu để che mặt, mà bình thường thấy những cái clip toàn là che mặt đồ ở nhà mà không có đồ bầu, thấy chị rất là tội, người ta không biết, người ta kêu mình mua đồ bầu. Nhưng mà khi mà gặp chị Giao mình trao đổi đó, thì chị Giao nói là bây giờ còn tháng nữa là xanh rồi, nếu mình mua nữa thì cũng hơi phí đó, nên là có nói với chị thôi bây giờ mình cũng người ta có lòng như vậy thì mình mua vài cái bộ đồ bộ để dành sau sinh em bé mình để dành mặt. Thì đã em có nhắc cho chị mua đồ rồi, mấy bộ đồ là hết 940.000. 940.000 thì số tiền mình nhận cho chị Giao là 7.700.000 thì còn lại là 6.760.000. Thì đây là 6.760.000, em sẽ làm tròn lên 6.800.000 em trao cho chị. Rồi thì mình sẽ đọc tên những người mà đã giúp đỡ cho chị Giao. Trong đây thì có chị Bích Thơm ở Tây Ninh là 3.000.000, nhà hảo tâm giấu tên 1.000.000, bạn Nguyễn Thi Thi 1.000.000, bạn Thuy Nguyễn 1.000.000, bạn Nguyễn Ngọt 1.000.000, chị Trần Liễu 500.000, bạn Giang là 200.000. Đó thì ở đây em gửi cho chị ha, để em đếm lại, vậy là còn lại 6.800.000 ha, 6.760.000 em làm tròn, vậy là 6.680.000, em đếm là 68 tờ hả chị? Đây này, để em đếm cho lẹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, và đây là giống như là cái tấm lòng của những khán giả cũng có người là người ta điều kiện không có nữa nhưng mà cũng thấy thương chị quá nên người ta gửi vào cho chị nè, em trao được cho chị ha. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm với lại mấy anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi về cái chuyện của chị Giao thì chưa hỏi lại thì cộng đồng mạng cũng đã hiểu rõ về chị rồi, về cái quá khứ đau buồn của chị rồi, mình cũng đã biết rồi, mình cũng không nên khơi lại quá nhiều. Đó, cái việc sắp tới bây giờ là chị nghĩ về cuộc sống sau này của chị, sau này sinh em bé lo cho con, còn cái việc mà chồng chị sao thì cái đó để cơ quan pháp luật người ta làm việc. Còn về cái cuộc hành trình mà chị đi từ Hải Dương thì mình cũng có đồng hành với chị cùng với nhóm của anh Asin luôn, mình cũng sẽ đồng hành với chị ra ngoài Hải Dương luôn. Còn về cái thời gian cũng như là tại thì ở đây là xin được phép giữ bí mật, không thể là tiết lộ được đó, nên là ví dụ ai xem video ví dụ có tò mò thì cũng xin thông cảm giùm, tại vì nói chung có nhiều yếu tố lắm, về sự an toàn là trên hết. Dạ thì cũng mong với cái số tiền nhỏ này gọi là khích lệ tinh thần vậy ha chị, mình cố gắng lên thì ở đây tất cả mọi người đang đồng hành với chị. Thì hôm nay đi có anh Văn Nhiệm là mấy nhóm của mấy anh em YouTube đâu, anh có những cái phòng anh qua đây luôn, Nhiệm anh là ngồi mở luôn, anh chỉnh góc gọng giùm em luôn anh. Dạ. Thì
bên mạnh thường quân của anh đó thì biết được em là chuẩn bị đi ra ngoài Hải Dương để chuẩn bị theo cái giấy triệu tập của công an Hải Dương đó, để chuẩn bị để biết sáng tỏ cái việc đầu hành của em. Mạnh thường quân của anh là bên Hawaii cũng đã giúp cái tiền quỹ ra gửi cho em 3 triệu đồng để cho em có cái tiền đi tới luôn. Dạ em cảm ơn mạnh thường quân bên Hawaii. Tiền bạc mình rất cẩn thận chị. Không mà đi chung với đông anh em mà cũng không có sợ gì hết. Dạ. Nói chứ thì chị Giao đã đến cái bước này thì rất là mừng rồi. Nói chung thì ở địa phương người ta cũng đã vào cuộc rồi đó. Thì cũng mong là cái sự việc này sẽ sớm được giải quyết. Cái mong mỏi lớn nhất của chị là đưa con về với gia đình, và chị cũng muốn là cuộc sống bình yên. Đơn giản lắm chị có thể chị nói là cái mong mỏi của mình để cho mọi người hiểu rõ được không chị? Bây giờ cái chị mong mỏi nhất đó là nhờ chị ra đó là cơ quan đó giải quyết cái điểm cho chị bảo hành, để cho chị đừng đón con gì về nữa là chị được yên. Dạ, đó là cái mong muốn cực kỳ đơn giản thôi, chứ không cần cái gì cầu kỳ cao xa cả. Thì nói chung thì mình cũng phải chuẩn bị cho cái cuộc hành trình này, nói chung là một quãng đường khá là dài và cũng sẽ rất là mệt mỏi đó. Nói chung là rất là đủ thứ nên là phải chuẩn bị cho thật là kỹ. Thì chị cũng đã chuẩn bị mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Còn cái lịch trình thì mình không thể biết được nó thì cho cơ quan điều tra người ta sẽ làm việc. Rồi mà anh Diệm có muốn nói gì nữa không? Rồi để mấy anh bên Đồng Tháp cũng xa xôi qua đây, em thì em ở lại, mấy anh thì đi về. Thì một lần nữa thì em cũng xin thay mặt cho em Giao xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân bên Hawaii đã hỗ trợ cho em Giao là 3 triệu đồng để có tiền xe đi tới lui đó. Bên em thì cũng xin một lần nữa thay mặt chị Giao đây gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm rất là nhiều, nhờ những tấm lòng đó giúp cho chị có thêm cái động lực, và hơn cả là cái về mặt tinh thần là những anh em đồng hành với chị để theo sát cánh cùng chị, sẽ không để chị cô đơn một mình khi trở về từ đó. Thôi nói chung cũng để cho chị nghỉ ngơi và để chuẩn bị để nghe các thứ trong cái cuộc thời gian, thì mình cũng xin khép lại cái video tại đây. Thì khi nào có cái xong xuôi hết thì mình sẽ cập nhật lên cho cả nhà được xem. Xin kính chào. Thì mình có cái đôi lời của những người ở lại muốn gửi gắm đến những anh em cùng với Giao đi ra ngoài kia. Thì không có gì hơn thì cũng chỉ mong là chúc cho anh em tất cả mọi người đi có một chuyến đi thật là thuận lợi, bình an, cũng như là được gặp nhiều may mắn, mọi việc được suôn sẻ, được thuận lợi để em sớm có được cuộc sống bình yên mới, cuộc sống hạnh phúc. Cũng cảm ơn anh Tính rất là nhiều ha. Rồi anh em có ai kiến nghị không ạ? Rồi mình kết lại video này đi nha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Em chào.